Em cảm thấy vô cùng vinh dự khi được ở đây, thay mặt cho hơn 1.000 bạn học sinh trường trung học cơ sở Bình Sơn để bày tỏ cảm xúc của mình. Muốn khen thì bác cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Làm con phải nhớ công ơn cha mẹ, làm học trò phải nhớ đến công ơn của thầy cô. Đó là một bổn phận, đó cũng là một nghĩa vụ. Mẹ cha công đức sinh thành, ra trường thầy dạy học hành cho hay. Muốn khôn thì phải có thầy, không thầy dạy dỗ đố mày làm nên. 10 năm luyện tập sách đèn, công danh gặp bước chớ quên ơn thầy. Yêu kính thầy mới làm thầy, những phường bụi bạc sau này ra chi. Em sẽ không thể ngăn nổi nghẹn ngào khi nhìn thầy cô của em đã xương pha mái đầu, đôi mắt đã thấm nén nỗi mệt. Mai đây trên vạn nẻo đường đời, thầy cô vẫn mãi là tấm gương sáng cho chúng em noi theo. Chúng em vẫn mãi khắc ghi công ơn thầy cô. Thank you.
Yeah.